vỏ nhẫn xoàn kim cương thiên nhiên. Tấm này là tấm baguette phối với lại là hộp xoàn tròn. Về hộp xoàn tròn thì nó có những cái size hộp xoàn từ 1 ly 2 cho tới 2 ly rưỡi. 4 viên nằm ở vị trí của cái phần mặt tiền là 2 ly rưỡi. Còn những cái phần truy đi á, nối dọc chỗ cái chấu cũng như là nối dọc của hai thanh bên hông thì là 1 ly 2. Riêng size hộp xoàn Emerald này thì nó cũng có hai loại thôi. Phần nằm ở cái đai bên hông thì nó là tấm 3 ly. Full cái mặt của hai bên sườn, hai bên hông là 3 ly. Phần còn lại chỗ chính diện hay là những cái góc chữ thập á, thì là 2 ly 7. Đây là một trong những cái vỏ nhẫn xoàn là rất là nặng về carat hộp xoàn. Và giá thành cũng rất là mềm mại, giá vàng hạ nhiệt cho nên nó cũng kéo theo. Trọng lượng của cái vỏ này là 14,27 gram vàng, 14 gram mấy, đã khá là dày dặn. Bởi vì cái vỏ này là vỏ đúc. Và cái vỏ này lên đẹp nhất cho cái viên chủ là 7 ly 2, 7 ly 9, 6 ly cũng được, 6 ly thì nó thẳng cái chấu cũng không đẹp lắm, 7 ly 2 là đẹp nhất. Và giá của cái vỏ nhẫn xoàn này hiện tại là có giá là 86 triệu. Nếu mà giá mà từ nhích lời hồi từng trước thôi thì giá cái vỏ này tới 89 hoặc là 90. Bây giờ thì nó giảm được 4 triệu rồi, giảm được 4 triệu trong vòng có không có bao nhiêu tiếng đồng hồ hết, giảm được 4 triệu đồng. Rồi khách có nhu cầu mua những viên kim cương bên em là kim cương quốc tế GAA. Hai giấy bên em có sẵn là 6 ly 8 nước ai lên cho cái vỏ này rất là đẹp nha. Giá cũng rất là mềm, 7 ly 2, 2 kiểm định, IF luôn nha khách yêu, IF nha. Rồi 6 ly, 6 ly 2, 6 ly, 6 ly 2, 6 ly 1, 3 excellent nên cũng rất là nhiều. Rồi những cái viên ví dụ như lấy tầm thấp thấp một giấy BNG giá cũng rẻ xíu. Có những cái viên màu HIGK thì nếu mà lấy 6 ly 3 cho tới 6 ly rưỡi thì tầm khoảng 170 là giá này quá rẻ rồi. Nếu mình mua DF là khoảng 200-300. Mua hàng vui lòng gọi em 0907 46 3131.